học được gì từ MV Battle của Baby Monster? 99% các bạn sẽ nghĩ đây là hiểu hậu kỳ đúng không? Nhưng mà không nha, chính xác là người ta làm thật cánh sáng này ngoài phim trường nha các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy là để ra được cái background vô cực kiểu này á, thường họ sẽ không sử dụng các studio có góc vuông như là truyền thống, mà họ sẽ chọn những góc limbo thế này đây, nó cong lên thế này đây. Và để có cái ánh sáng đẹp như thế này, ngoài việc gắn đèn lên trần thì họ còn bố trí một cây đèn siêu bự ở đây, chính xác là cây đèn bự nhất mình từng thấy luôn á. Và thường khi đang ngồi trong set quay, ví dụ trong chiếc xe này, diễn viên sẽ buộc phải ngồi cố định một chỗ tránh di chuyển. Việc chỉnh tóc tai, quần áo hoặc là xem lại sụt quay, ăn uống gì đó, make up gì đó sẽ có người hỗ trợ để ekip sẽ không có mất thời gian setting lại khi mà bạn đi ra vô, chứ không phải là thái độ ngồi chỗ nha các bạn. Rồi để quay cái cảnh nhảy đẹp như thế này, mặc dù trời rất là tối nhưng video rất là đẹp, các bạn thấy không? Một phần do các bạn này trắng, một phần là do make up, một phần là do nguồn sáng. Đây họ sử dụng thêm hai cây spotlight với hai cây kino mà không biết còn thêm nữa không nha. Ở các cảnh cận tương tác với camera như thế này thì họ sẽ bổ sung thêm một cây đèn phụ follow sát mặt của ca sĩ nè để sáng hơn. Đoạn này mình không thấy đèn nó xung quanh ca sĩ thì khả năng rất là cao họ sẽ có một cái dàn đèn ở trên trần chiếu ngược xuống. Ở đây đoạn này mình thấy một cái bóng nè, hoặc cũng có một cây đèn bự như thế này kế bên. Trước khi quay đoạn này thì ca sĩ có hành động cảm ơn các bạn hỗ trợ, thứ mà mình rất là ít thấy ở các đoàn phim Việt Nam. Mới đây mình thấy Sơn Tùng MTP cũng làm cái hành động cảm ơn này khi vừa kết thúc cái show của mình. Còn đèn trong sân khấu này cũng chạy bằng cơm luôn nha các bạn, chứ không phải hiệu ứng hình ảnh nha. Thì xem đến đây mới hiểu là tại sao một nhóm nhạc bên Hàn Quốc á, một năm người ta chỉ ra có 2-3 MV thôi các bạn, tại vì nó quá đắt. Và nếu MV này quay mà toàn bộ Việt Nam á, chắc chắn chi phí nó phải lên đến đầu 5 tỷ.